sạt lỡ vùi lấp trạm biến áp, nhiều doanh nghiệp khoáng sản phải ngưng hoạt động. Sự cố sạc lở khiến trạm biến áp ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An bị vùi lấp, nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản, dùng chung tuyến điện phải ngừng hoạt động. Ngày 30 tháng 6, ông Trần Đức Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện đang chỉ đạo điện lực huyện phối hợp với chính quyền xã Châu Tiến và các phòng ban liên quan, khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở làm một trạm biến áp bị vùi lấp, gây mất điện cho nhiều doanh nghiệp. Trước đó, vào ngày 26 tháng 6, khu vực xã Châu Tiến có mưa to kéo dài, trạm biến áp nằm trên nền đất yếu nên đã bị sạt xuống phía dưới, bị đất đá vùi lấp gần như hoàn toàn. Vụ việc còn khiến một trạm biến áp của công ty Invencon nằm bên cạnh cũng bị ảnh hưởng và bốn cột điện trong hệ thống đường dây điện nói trên bị đổ sập. Được biết, trạm biến áp bị vùi lấp gần như hoàn toàn là trạm biến áp hạ thế 320 ampere của công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản Phục Sơn, vị trí hố sụp là khu vực mỏ được cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn Invencon Quỳ Hợp thuộc bản Lộc Tiến, xã Châu Tiến, Quỳ Hợp. Vụ việc xảy ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty khai thác khoáng sản, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Cương, công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản Phục Sơn, công ty cổ phần Đa Châu Á đang bị mất điện chưa thể sản xuất trở lại. Hiện lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đã chỉ đạo làm rào chắn hai đầu đường, lập chốt chặn và cử người canh gác không cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường vào khu vực thung hung. Đồng thời, thông báo đến toàn thể nhân dân và các công ty doanh nghiệp liên quan được biết để không lưu thông, không vào khu vực sạt lở. Đồng thời, chỉ đạo địa phương và các ban ngành liên quan khẩn trương khắc phục sự cố để các doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất trở lại, nhưng cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối liên quan đến vụ việc này đại diện điện lực huyện quỳ hợp cho biết vụ việc xảy ra ngoài mong muốn khiến các doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở khu vực đang bị mất điện đơn vị cũng đã làm việc với phía khách hàng để khắc phục sự cố nói trên